để bạn có thể tự tin và tư vấn tốt. Bước thứ nhất là bạn hãy xác định mình có thực sự yêu ngành nghề này hay không. Nếu bạn là dược sĩ, bạn đang đứng quầy hoặc kể cả bạn đang là sinh viên, bạn hãy xác định lại mình có thực sự yêu thích công việc của mình không. Nếu bạn đã thực sự yêu thích rồi, lúc đấy các bạn mới có động lực để tiếp tục tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu thêm về lĩnh vực của mình. Và đầu tiên phải có kiến thức thì bạn mới có thể là gì đấy ạ? Tự tin được đúng không? Cho nên để có được sự tự tin thì bước thứ hai bạn cần phải học hỏi trong lĩnh vực này. Khi các bạn đã là dược sĩ rồi thì cái việc chúng ta học từ giờ đến lúc chết đi là không bao giờ dừng lại cả. Chúng ta phải liên tục học hỏi, liên tục phải tìm tòi, liên tục phải cập nhật thêm những kiến thức, vì sức khỏe là cái điều cực kỳ quan trọng mà hầu như càng ngày càng nhiều người quan tâm. Nếu bạn không học hỏi thì bạn sẽ không cập nhật được những kiến thức và khi đấy bạn sẽ bị đào thải. Cho nên việc lựa chọn một lĩnh vực bạn yêu thích là điều đầu tiên. Điều thứ hai là bạn sẽ phải dành thời gian công sức của mình vào để học, để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Bước thứ ba là các bạn phải học cách chia sẻ với người khác. Cho nên các bạn học viên của Bảo Minh phải làm sao đó tập chia sẻ với nhiều người, tập nói với nhiều người và tập quay clip với nhiều người. Đó là mỗi một ngày các bạn phải quay 3-5 video clip quay đi quay lại rồi các bạn cảm thấy ưng ý thì thôi. Nên các bạn phải bước qua 3 bước chúng ta mới có thể tự tin được. Bước đầu tiên là lựa chọn một lĩnh vực mình yêu thích. Và nếu trong quá trình bán hàng bạn thích một sản phẩm nào đó, hãy dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi về nó để chúng ta có kiến thức để chúng ta có thể tự tin tư vấn. Và bước thứ hai là phải học hỏi rồi. Bước thứ ba là học cách chia sẻ với người khác và học cách quay video clip các bạn nhé.